Tiến ơi, thế thì cái lý do nào mà bạn lại quyết định đầu tư ở bất động sản mà không phải các cái kênh khác? Trong khi anh em mình là trẻ tuổi thì cũng sẽ có rất nhiều kênh. Ví dụ như tớ thấy là mọi người chơi chứng khoán này, mọi người đầu tư vào kinh doanh, mọi người làm đầu tư vàng hoặc là đôi khi mọi người chơi coin ấy. Cái lý do gì để đầu tư vào bất động sản? Thì mình cũng xác định là để gọi là lâu dài ấy, thì mình cũng xem video của bạn ấy, về cũng là theo dõi bạn cũng là lâu rồi, thì mình thấy bên bạn thì nói chung là rất là rõ ràng, minh bạch, nói chung là rất là yên tâm, nên là không 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 có có cái gì Không sợ do sệt, dự gì cả, do chỉ dự thấy nó gì phù hợp hợp, là mua. mà giá cả rất là hợp lý. Công ty mình giá cả hợp lý, kiểm định nói chung là rõ ràng hết rồi, nên là mình cả chả phải không có cái gì để mà mình muốn nói là bảo không yên tâm gì cả, nên là mình Mua thôi. mua, nên là đầu tư lên là chỗ của mình bên này là nói chung là quá là uy tín rồi ấy, thì là mình không phải suy nghĩ gì cả luôn. Bạn Tiến này, bạn ấy còn chuyển hết cả, gần như chuyển hết sạch tiền xong hôm nay mới về ký nhá. Bình thường là mọi người mua là mọi người sẽ đặt cọc Đúng này, rồi, xong bắt đầu là do đến khi công chứng mới vào hết tiền, mà đây là nhiều tiền quá là vào hết trước luôn. không phải do dự gì cả, vì cái bản là bên mình là mình yên tâm rồi ấy. Mình đã có một cái yên tâm rồi, nên là mình không không vì cái công ty mình như kiểu mọi người bán hàng ra thì mình cũng phải thanh lý cho công ty các thứ ấy, để gọi là làm thủ tục giấy tờ các thứ, thì mình cũng không thể nào mà mình do dự gọi là gì cả để ảnh hưởng đến công việc của mọi người, nên là mình cũng cho kiểu là Đúng quy trình đủ hết quy đúng trình hết các không? thứ, thì mình cũng yên tâm rồi, thì mình cũng lúc nào mình về cũng được, về mình làm cũng được, chả sao cả. Hai anh em còn có một cuộc hẹn ở bên Nhật nữa cơ. Thì dự kiến là có thể tầm bây giờ là tháng 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 6 đúng không? Chuẩn bị mấy hôm nữa là tháng 7, thì có thể tháng 8 hoặc tháng 9 thì tớ sẽ sang. Thì hôm đấy là sẽ vay bạn một ngày để đi chơi, và kế hoạch thì khả năng là tớ sẽ đi du lịch theo kiểu tự do ấy, đi 3 ngày. Trong đó là ngày đầu và ngày cuối thì coi như là đi tự đi chơi, còn nó ngày giữa là mượn bạn. Nhờ bạn là cho đi mấy điểm ở đấy để cho biết đây, và phải có điểm này nhá. À, điểm này ok Đấy, để đi cho biết, cũng như là cũng mong muốn được tìm hiểu về cái văn hóa, cái đất nước. Và cái tuổi 94 của anh em mình ấy là rất thích đi. Tớ đi rất nhiều nước mà chỉ phục vụ là mục đích là chỉ mong là nhiều khách hàng nước ngoài mua để mình được đi chơi. rồi. Đi cho biết đây biết đó, chứ nếu mà cứ ở một chỗ mãi thì cũng chán, mà cũng chẳng biết là bên ngoài nó như thế nào. Đôi khi là sang Nhật lại thấy đất nước Nhật hay quá, lại muốn ở đấy cùng bạn thì Quý lâu này bạn này sao? muốn đầu tư sang bên đấy mua bất động sản bên Thế thì bạn nào mà có nhu cầu tuyển chồng ấy thì liên hệ ngay cho Nam nha. Nam nó kết nối với Tiến thì biết đâu lại mai mối thành công thương vụ này đúng không? rồi, Ok, chúc cảm bạn bạn. và gia đình sức khỏe, công việc của bạn luôn luôn thuận lợi, và đấy, sớm lấy vợ. Tớ cũng chúc bạn luôn nói chung là may mắn này, trong nói chung là thuận lợi, công việc này nó cũng là thuận lợi, sức khỏe lúc nào cũng sức khỏe, Ok, nói không được chung chúc lấy thêm vợ nữa đâu nhá. là Ok, rồi, cảm ơn bạn. cảm bạn nha. Ok.